Người dẫn chương trình Seo Jung sẽ kết hôn với một kiến trúc sư trẻ. Seo Jung Hee và kiến trúc sư sẽ tổ chức đám cưới tại tòa nhà mà họ đang xây dựng khi lễ hoàn thành công trình diễn ra vào giữa năm tới. Tòa nhà này được biết đến là một nhà thờ ở Daejeon. Trong thời gian trước đó, Seo Jung Hee đã thể hiện sự quan tâm đối với kiến trúc và nội thất qua các chương trình truyền hình. Cô hiện đang sống và làm việc cùng với người yêu là đối tác kinh doanh. Nam diễn viên Kim Do-guk sẽ kết hôn vào ngày 22 tháng 12. Công ty quản lý của Kim Do-guk, KIS, thông báo rằng anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ không nổi tiếng tại Seoul vào ngày 2 tháng sau. Lễ cưới sẽ diễn ra riêng tư để tôn trọng cả hai gia đình. Kim Do-guk đã đề cập đến việc kết hôn qua trang mạng xã hội của công ty quản lý vào tháng 5 và tháng 8. Tổ chức từ thiện Ihan Bokji Foundation đã nhận được quyên góp từ Zhou In-sung và thông báo rằng số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ giáo dục và môi trường học tập cho học sinh tại trường New Vision School ở Tanzania. Đây là phần thưởng Good People Art Award mà Zhou In-sung nhận được từ lễ trao giải nghệ thuật đẹp thứ 13 vào tháng trước. Phần thưởng này được trao cho những nghệ sĩ có đạo đức và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội. Nhóm nhạc BTS tiếp tục đứng vững trên bảng xếp hạng của Mỹ. Standing Next to You, một bài hát của BTS, giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 5 tuần liên tiếp. Bài hát này là ca khúc chủ đề của album Slow Go của BTS, nổi bật với giọng hát sôi động và phong cách retro funk. Ryu Juniel và Heji, cựu thành viên của Wonder Girl, đã chia tay sau 7 năm hẹn hò. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về thời điểm và nguyên nhân chia tay không được công bố do liên quan đến quyền riêng tư. Người dẫn chương trình truyền hình cũ Park Ji-hoon đã kiện 5 người đã phổ biến tin đồn về mình. Cảnh sát Mapo ở Seoul thông báo vào ngày 15 rằng Park Ji-hoon đã đệ đơn kiện với cáo buộc họ đã phổ biến tin đồn giả mạo, gây tổn thương danh dự của cô. Cô nêu rõ rằng, mặc dù đã cố gắng bảo vệ sự ổn định cho con cái, nhưng vẫn phải đối mặt với những tin đồn không có cơ sở và ác ý. Cuối cùng, thành viên nhóm 1 TSEE9, Chang Hoon, đã qua đời sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Anh từ trần tại bệnh viện Samsung Severance ở Gangbuk vào ngày 14. Chang Hoon đã kết hôn vào năm 2019 sau khi nghỉ hát và hoạt động như DJ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, anh phải đối mặt với nhiều khó khăn và cuối cùng đã từ giã cuộc sống này. Tranh chấp giữa Yohan Heolai và nữ diễn viên Seo Ye-ji. Có một cuộc tranh chấp pháp lý đang diễn ra giữa công ty Yohan Heolai và nữ diễn viên Seo Ye-ji. Yohan Heolai đã đưa ra đòi hỏi, yêu cầu Seo Ye-ji trả lại một phần tiền mẫu quảng cáo và tiền phạt do vi phạm hợp đồng.